Cựu siêu mẫu Ngọc Thúy lý giải vì sao ly hôn vẫn sinh con cho đại gia Đức An. Chiều 16 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Đức An, sinh năm 1961, quốc tịch Mỹ, với bị đơn là bà Phạm Thị Ngọc Thúy, cựu siêu mẫu. Trước đó, luật sư của nguyên đơn cho rằng, từ năm 2006 đến 2007, ông An đầu tư bất động sản tại Việt Nam sinh lời và sở hữu khối tài sản khoảng 13 triệu đô la Mỹ. Phía ông An cho rằng, toàn bộ số tài sản này thuộc sở hữu của ông, bà Ngọc Thúy không tạo ra thu nhập trong thời gian sống chung với ông. Do đó, bà Ngọc Thúy không thể là chủ sở hữu khối tài sản ước tính hơn 136 tỷ đồng đang tranh chấp trong vụ án. Cũng theo luật sư này, cuối năm 2007, bà Ngọc Thúy và ông An đã ly hôn. Tuy nhiên, thực tế năm 2008, bà Ngọc Thúy tiếp tục sinh con thứ hai cho ông An. Lý giải cho việc này, luật sư của bà Ngọc Thúy cho rằng bà bị lừa ký vào văn bản thỏa thuận ly hôn. Cụ thể, luật sư của bà Ngọc Thúy trình bày, vào ngày 1 tháng 9 năm 2006, ông An và bà đăng ký kết hôn tại bang California, Mỹ. Năm 2007, sau 10 năm chung sống và có con gái đầu lòng, bà Ngọc Thúy và ông An xảy ra mâu thuẫn. Ngày 28 tháng 9 năm 2007, sau khi cãi vã, ông An chở bà Ngọc Thúy đến văn phòng luật sư tại Mỹ, yêu cầu bà ký đơn thỏa thuận ly hôn bằng tiếng Anh. Luật sư nói do bà Ngọc Thúy đang nóng giận và không rành tiếng Anh nên đã ký chứ không hiểu rõ nội dung văn bản đã ký. Sau đó, ông An và bà Ngọc Thúy làm hòa. Ông An nói sẽ hủy bỏ đơn thỏa thuận ly hôn. Bà Ngọc Thúy tin tưởng nên không nhắc đến nữa. Khoảng tháng 4 năm 2008, khi gia đình đang ở Việt Nam, cả hai tiếp tục xảy ra cãi vã thì ông An thông báo đã nộp đơn ly hôn ra tòa án ở Mỹ. Lúc này, bà Ngọc Thúy đang mang thai con thứ hai được 3 tháng. Bà Ngọc Thúy nhờ luật sư tại Mỹ xác minh sự việc và được tòa án bang California, hạt Orange, Mỹ xác nhận hôn nhân giữa bà và ông An đã được công nhận kết thúc từ ngày 27 tháng 3 năm 2008. Sau đó, tòa thượng thẩm bang California, hạt Orange ra 3 bản án và một án lệnh liên quan vụ ly hôn, trong đó có các quyết định về phân chia tài sản và cấp dưỡng nuôi hai con. Theo đó, tiền cấp dưỡng cơ bản từ ngày 1 tháng 8 năm 2018 cho hai con là 28.675 đô la Mỹ một tháng. Tòa thượng thẩm bang California còn buộc ông An phải trả cho bà Ngọc Thúy khoản tiền cấp dưỡng nuôi con trước ngày 1 tháng 8 2018 là hơn 2 triệu đô la Mỹ. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.